Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ không ở trong nhà nữa. Hi guys, xin chào ba mẹ và con cùng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của cô Sĩ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài để chinh phục tiếng Anh nhé. Vẫn là chủ đề số 4, chủ đề Animals. Now, let's go! What do you see? What do you see? I see goats. I see goats. I see goats. I see goats. What did the goats doing? What is the goats doing? The goats are eating and play together. The girls are eating and playing together. Would you like to see the countryside scene? Would you like to see this countryside scene? The girls are surrounded by fields and hills. Để có thể nhớ được từ và câu lâu hơn, mọi người nhớ lặp lại theo cô Sĩ nhé. Now see you next lesson. Goodbye.